Kính chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ 100 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp đầu ngành thuộc các nhóm sản phẩm năng lượng xanh. Nổi bật tại triển lãm, thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Genta đã gây ấn tượng với nhiều người tham dự bởi các giải pháp chiếu sáng bằng năng lượng xanh giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí điện năng và bảo vệ môi trường. Đến với triển lãm lần này thì Genta mang đến giải pháp chiếu sáng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời với các sản phẩm đa dạng như nhóm đèn đường, đèn pha, đèn sân vườn và đèn trang trí. Genta mong muốn lan tỏa chất lượng sản phẩm tốt nhất với giá thành hợp lý nhất đến toàn bộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn bộ người dân Việt Nam nói chung. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nâng cao công nghệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường xanh, Genta tự hào là một trong 7 thương hiệu tiêu biểu được thành phố lựa chọn quảng bá sản phẩm tại không gian khu năng lượng xanh của Thành phố Hồ Chí Minh.